Rồi hôm nay anh chủ anh chơi lớn luôn nha mọi người. Tự nhà mở bánh xe ra để cá tăm luôn nha. Sau khi mở các bánh ra thì bây giờ đến quy trình vệ sinh nha mọi người. Đây, đang chà cho sạch sẽ nè Hoàng. Lấy bằng chải miếng răng. Chà vệ sinh cho sạch sẽ hết mới mình mới được sạch củ gầm lên nha mọi người. Đây. Khi vệ sinh xong rồi bắt đầu tiếp tục là bịt lại những cái cọc dây điện, bịt hết tất cả những cọc dây điện và bịt hết lại những cái này rồi mình mới tiếp tục tiến hành làm tiếp. Sau khi mà vệ sinh xong mình sẽ dùng bọc để quấn tất cả các dây điện và phuộc này kia đâu nha mọi người. Rồi mới dạ, xong rồi mới sạch nha. Thì chống thấm thì tới 5 lớp rồi nha mọi người. Để rồi quay từ lớp cho mọi người xem này. Ảnh chống thấm lộn, mình nói sai rồi. Ảnh cách âm là ảnh có dán thêm một lớp, hai lớp hai sợi thủy tinh nha mọi người. Hai dán thêm hai lớp sợi thủy tinh nữa nha. Một lớp bông và một lớp sợi. Lớp bông thủy tinh, một lớp sợi thủy tinh. Một lớp bông thủy tinh và một lớp sợi thủy tinh nha. Rồi mấy lớp cách âm mình cứ nói lộn chống thấm hoài. Đây. Thì bây giờ vệ sinh xong rồi xíu sẽ tới cái cầm đoạn kia nha. Thì đây là quá trình dán bọc che lại nha mọi người. Đây che phuộc, che dây điện nào. VF5 xử lý chống ồn tại nhà. Đây, đây là sản phẩm sau khi che xong nha. Vệ sinh, vệ đầu tiên hết là tháo bánh ra, sáng thì đem xe đi rửa rồi. Rồi tháo bánh ra. Xong rồi mình vệ sinh sạch sẽ lại một lần nữa. Sau đó che bọc hết các thứ như thế này. Xong rồi xíu nữa mình sẽ tiến hành là sơn phủ chống ồn nha mọi người. Đây là quá trình làm nha mọi người. Thì cái này loại này không cần phun, mình chỉ cần lấy cọ quét là được rồi nha. Đây là quá trình quét củ gầm nha mọi người. Mình cắt âm cho 4 hốc bánh trước. Thì chủ nhật rảnh sẽ rảnh bao nhiêu thời gian sẽ làm bao nhiêu. Thì hôm nay
nhật hôm nay thì rảnh làm được 4 hốc bánh thì làm 4 hốc bánh trước, rồi xong thì sẽ tới chủ nhật sau nếu rảnh thì sẽ làm gầm nha. Thì đầu tiên trước tiên là mình quét một lớp xong rồi mình dán cái này lên nha mọi người, sợi thủy tinh nha. Rồi khi mà dán cái đó lên xong thì mình tiếp tục quét và dán thêm một lớp này nữa nha mọi người. Đây, dán hai lớp, quét tổng cộng là 5 lớp nha mọi người, quét 3 lớp dán 2 lớp. Thì sau khi phủ gầm xong bây giờ tới mình dùng mút tiêu âm để chèn vào nha mọi người. Thì cái này là mút tiêu âm nè, mình gắn vào các hốc của bánh. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Mỏng chắn bùng của xe luôn để cho nó được cách tiêu cái âm nó cao hơn. Thì thường thường người ta làm chỉ một bên thôi, nhưng mà mình làm thử hai bên thử nó có được tiêu âm cao hơn không. Đây là phủ gầm xong rồi dán tiêu âm vô luôn nha mọi người. Rồi. Đây. Đây là mút tiêu âm. Xong. Đây, gắn tiêu âm xong bây giờ ráp vô xe nha. Sao ngày dài vất vả thì còn bánh cuối cùng nữa cũng sắp xong rồi nha mọi người. Đây. Bây giờ ráp bánh này vô nữa là hoàn thành nha. Rồi nha mọi người, thì cuối cùng thì từ sáng tới chiều thì bây giờ cũng xong hết rồi nha. Thì còn một cái bánh cuối cùng mà sư tỷ bà cúng cho chén luôn. Rồi sau khi làm thì ở dưới. Ừ đó đúng rồi. Thì cái bánh cuối cùng cũng đã được xong nha mọi người. Thì cảm ơn mọi người đã xem kênh. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ cho em xin một like và một đăng ký kênh nha. Nhớ chia sẻ cho mọi người cùng xem nha mọi người. Thì đây là 4 bánh đã làm hết cách âm rồi cho 4 bánh xe nha mọi người. Thì bây giờ là quá trình hạ xe xuống, tại sáng có kê xe lên để tháo bánh ra để làm cách âm. Thì bây giờ tháo ra để hạ sao lọc luôn rồi. Đây. Cái sắt ngắn hay gì? Kiểm tra bánh lại hết ha này ra. Kiểm tra là hết đi rồi hả xuống. Kênh clip đến đây cũng khá là dài rồi, thì cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và gặt hái thật nhiều thành công. Thì mọi người nhớ đăng ký kênh ủng hộ Tân để khi ra clip thì mọi người sẽ là người đầu tiên được xem video nha.
Thì cảm ơn mọi người đã xem kênh của Tân, thì trên hàng triệu người đăng YouTube, hàng triệu kênh YouTube thì mọi người đã chọn kênh của Tân để xem. Thì chúc mọi người có một ngày làm việc vui vẻ và gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Cảm ơn mọi người, xin chào.